Fagrand Order là một tựa game gacha chứa yếu tố chiến thuật theo lượt kèm theo lối kể chuyện visual novel. Vậy Grand Order là gì? Hành trình cứu lấy tương lai nhân loại và lịch sử phổ biến bắt đầu từ đâu? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu gốc rễ của vấn đề trong video ngày hôm nay. Fate franchise có một lịch sử phát triển lâu dài, nên tìm một điểm để khởi đầu cho những người mới thực sự nói khó thì sẽ là khó, mà nói dễ nó cũng là dễ. Dễ bởi vì thực tế bạn xem bất kỳ phần nào đầu tiên cũng không có vấn đề gì cả, bởi vì Fate được xây dựng nhiều lớp chồng lên nhau. Bạn hiểu như một bộ man giấu nghề, bộc phá sức mạnh và vỡ alo của vua anh hùng cũng không sai. Bạn hiểu như một bộ lý tưởng công lý đánh bại số phận đã định trước, nó cũng đúng. Mà bạn hiểu như một bộ tình cảm gia đình cha con đầm thắm chị em cũng hoàn toàn chấp nhận được. Mà nếu nói khó, đó là tại vì sao tất cả các phần lại có thể liên kết với nhau trong một vũ trụ Nasu, một vũ trụ tổng thể chứa tất cả các khái niệm lý thuyết sinh ra các câu chuyện tưởng chừng như độc lập kể trên. Nếu Phase Zero và Phase Stay Night là những trận Battle Royale nảy lửa mùa rò rỉ khí ga, Phase Grand Order lại là một bộ xuyên không với hàng tấn điểm tích điểm cố. Mọi câu chuyện anh hùng đều phải có một kẻ phản diện, Phase Grand Order cũng không phải ngoại lệ. Trong khuôn khổ hồi thứ nhất, hay còn gọi là FGO 1.0, kẻ phản diện được chỉ mặt và tự xưng là Solomon, ông tổ ma thuật của nhân loại, người điều khiển 72 ma thần. Mục tiêu của hắn là triển khai Ad Armadale Solomonis. Ad Armadale Solomonis là tên của một nghi thức dùng để chấm dứt lịch sử nhân loại hiện tại, thiêu rụi nhân lý, dùng năng lượng linh tử của việc đốt cháy linh hồn nhân loại 3.000 năm để trở về khởi thủy khi trái đất vừa sinh ra, tạo lại một thế giới mới không tồn tại khái niệm cái chết. Thời điểm Ash Armadale Solomonis bắt đầu được dựng lên, bầu trời có một vòng tròn sáng rực, nó sẽ luôn hiện diện ở đó chờ đợi cung cấp ma lực cho tới thời điểm được kích hoạt. Trong Fate Grand Order không tồn tại khái niệm nói mồm, để thực hiện được một ma thuật cỡ đó, kế hoạch phải được triển khai cực kỳ chi tiết và tỉ mỉ từ 3.000 năm trước. Kẻ tự xưng là Solomon kia đã đặt những viên gạch mầm mống đầu tiên, chính là Grand Order, hay còn gọi là quan vị chỉ định. Grand Order thực ra là một lời nguyền. Với cương vị là ông tổ ma thuật của nhân loại, hắn reo rắc lời nguyền vào huyết thống của một số dòng dõi pháp sư. Không được tự sát và phải hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ huyết thống ma thuật. Không được chống cự với mầm mống chỉ thị của ma thần. Tất nhiên giới pháp sư hoàn toàn không được biết đến điều thứ hai, còn điều đầu tiên được gọi là điều luật tối cao của pháp sư. Bằng cách này, mầm mống của các ma thần từ thời đại của Solomon được nuôi dưỡng trong huyết thống của các dòng dõi pháp sư. Tới những thời điểm thích hợp sẽ chiếm quyền kiểm soát các con rối đó, tạo ra các biến động đủ lớn trên dòng thời gian, cung cấp ma lực trực tiếp cho Ash Armadale Solomonis. Khi các biến động đó đủ mạnh mẽ, dòng thời gian sẽ phân nhánh. Có một điều may mắn khi làm video này, khi phim Loki đã trở thành một hiện tượng, khái niệm dòng thời gian phân nhánh khỏi dòng thời gian thiêng liêng đã được khá nhiều người biết đến. Nhờ vậy, khái niệm nhân lý định sở trong Fate Grand Order các bạn có thể hiểu giống như dòng thời gian thiêng liêng. Khác nhau ở chỗ, nếu điểm tiêu cực ở bên Marvel đó là sự sụp đổ đa vũ trụ, còn ở Fate Grand Order đó sẽ là sự diệt vong của nhân loại. Các điểm bất thường về không thời gian trong nhân lý định sở được gọi là các đặc dị điểm. Dưới sự can thiệp mạnh mẽ từ những ma thần trỗi dậy trong huyết thống của các pháp sư kể trên, cùng với khối ma lực được rót thêm vào nơi có những biến động dưới danh nghĩa là chiến thắng, lịch sử nhân loại tại điểm đó bị xáo trộn mạnh mẽ và trở nên hỗn loạn. Hỗn loạn ở đây nhẹ nhàng là đạt được mục đích thời đại của vật chủ ma thần, nặng là đẩy nhân loại ở dị điểm đó tới bờ vực của sự diệt vong. Ví dụ như ở Camelot và Babylonia là hai lần cận kề với diệt vong nhất đã và đang được đưa lên anime. Dị điểm F Fujuki, thành phố ô uế trong biển lửa, hiện đã có một movie Fate Grand Order First Order, hoặc có thể đọc từ chapter 1 của bộ manga Fate Grand Order, Turash Riwasta. Dị điểm thứ nhất Orleans, chiến tranh trăm năm Tà Long, cũng trong bộ manga Turash Riwasta kể trên từ chapter thứ 6. Dị điểm thứ hai Septum, đế quốc cuồng loạn vĩnh hằng, hiện mới chỉ có trong game, chưa ra bất kỳ sản phẩm nào thêm. Dị điểm thứ ba Okeanos, vùng biển kín tận cùng của thế giới, có thể theo dõi trong bộ Turash Riwasta từ chapter thứ 20. Dị điểm thứ tư London, thành phố tử giới ma xương, hiện chưa có sản phẩm nào khác ngoài game. Dị điểm thứ năm Puribus Unum, Bắc Mỹ thuần thoại đại chiến, có thể theo dõi trong bộ Turash Riwasta từ chapter thứ 37. Dị điểm thứ sáu Camelot, lãnh địa bàn tròn thần thánh, hiện đã có một movie công chiếu, sắp tới tháng 12/2021 này dự kiến ở Việt Nam cũng sẽ ra rạp movie thứ hai. Dị điểm thứ 7, Babylonia, chiến tuyến ma thú tuyệt đối, hiện đã có một bộ anime chuyển thể dài 21 tập. Dị điểm cuối cùng, Solomon, quan vị thần điện thời gian, hiện đã ra rạp ở Nhật Bản, còn khi nào về Việt Nam thì chưa biết.
từ các biến động đặc dị điểm kể trên sẽ lan rộng ra làm các dị điểm nhỏ hơn sẽ tiếp tục phát sinh trong nhiều thời đại khác nhau, dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn của nhân lý. Đứng trước nguy cơ đó, vậy thì nhân loại đã làm gì? Cơ quan bảo hộ nhân lý Caldia tiếp nhận nhiệm vụ lớn. Cơ quan bảo hộ nhân lý Caldia là một cơ quan được dòng tộc Animorphia thành lập nhằm quan sát và đánh giá tương lai của nhân loại, đồng thời thí nghiệm để tạo ra các vũ khí là Servant và bán Servant, tất nhiên cũng có nhiều phần thiếu nhân tính. Nhưng nhờ vào cái mác bảo vệ nhân loại trước các hiểm họa tiềm tàng, cơ quan vẫn hoàn toàn có thể hoạt động mà không bị lên án, hay chỉ ít là có bị lên án nhưng cũng chỉ như Peta đối đầu với gà ở trong CSGO mà thôi. Để thực hiện được nhiệm vụ thiêng liêng, Caldia đặt một mục tiêu gọi là chỉ định bảo hộ nhân lý Grand Order để can thiệp vào các dị điểm, miễn sao là đảm bảo được sự tồn vong của nhân loại. Thật mỉa mai thay, mục tiêu này lại trùng tên với điều luật tối cao của Pháp Sư do chính kẻ chủ mưu đã đặt ra, Grand Order. Trong rất nhiều các thiết bị được Caldia phát minh, đáng kể nhất là ba thiết bị. Điện não ma ghi chép hiện tượng Laplace, một thiết bị quan sát và ghi lại các sự kiện quá khứ bao gồm cả các sự kiện đã bị lãng quên, có thể hiểu đây giống như là một quyển nhật ký cũng được. Mô hình môi trường địa cầu Caldias có thể tái hiện hoàn hảo cấu trúc của trái đất, cho phép thể hiện vị thế của thế giới cả ở quá khứ và tương lai, cơ mà còn rất nhiều hạn chế, nhất là về việc tiêu thụ năng lượng và ma lực. Thấu kính quan trắc tương lai gần Shiba có thể coi đây như một vệ tinh liên tục quan sát lên mô hình địa cầu Caldias. Vì các địa điểm trên mô hình là rất nhỏ, cho nên thấu kính Shiba sẽ giúp việc theo dõi diễn biến thời gian thực tế dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một lần nữa, vì vấn đề năng lượng cung cấp nên khi quan sát ở quá khứ càng xa xôi, độ chính xác càng giảm. Ngoài các thiết bị kể trên, hệ thống chiến đấu cũng được hoàn thiện với hai phát minh đáng kể nhất. Hệ thống triệu hồi ăn linh thủ hộ phép cho phép những người được gọi là Master tạm thời triệu hồi ra các ăn linh làm Servant. Nhưng đây thực sự là một hệ thống làm việc kém hiệu quả, cho nên tỷ lệ roi ra một SSR là rất thấp, thậm chí còn không có bảo hiểm. Thứ hai là bước nhảy linh tử Rayship. Linh tử hóa con người đưa họ tới một thời đại trong quá khứ. Các bạn hay xem phim Hoa ngữ có thể hình dung đây giống như là một loại xuyên không. Với sức mạnh công nghệ và ma thuật hiện đại, cùng với các Servant được triệu hồi phục vụ cho cơ quan bảo hộ nhân lý, nhân vật chính, tức Master cuối cùng của nhân loại, sẽ là người Rayship cầm trịch trực tiếp chỉ đạo, lao vào trận chiến, có thể kết bạn kết thù với các Servant tự do ở các đặc dị điểm đó để đạt được mục đích cuối cùng, tiêu diệt ma thần, thu hồi khối ma lực mang tên chiến thắng, trả đặc dị điểm về lại đặc tính vốn có được ghi nhận trên nhân lý đất sở. Đó chính là nhiệm vụ của người chơi Fae Grand Order và là nhiệm vụ của nhân vật chính trong phim cùng tên. Nhân vật chính là Gudao hoặc là Gudako, tùy vào lựa chọn giới tính của game thủ, sẽ là Master cuối cùng của nhân loại. Tia hy vọng mong manh đó sẽ phải trải qua một hành trình dài qua nhiều dị điểm để có sự trưởng thành nhất định. Đó là tất cả những gì tóm tắt liên quan bậc nhất về Grand Order trong hồi đầu tiên của game. Mục tiêu về chỉ định bảo hộ nhân lý thiêng liêng đè nặng lên vai của các Master. Đúng vậy, nếu các bạn xem tới đây và quyết định tải game hoặc xem anime thì các bạn đã chính thức trở thành một Master của Caldia. Chào mừng đến với Động Muối. Trong video có thể còn nhiều sai sót, mong các Master chỉ điểm để có thể tiếp tục hoàn thiện hơn trong các video sau nếu có dịp. Nếu các Master muốn biết thêm về bất kỳ khái niệm ma thuật hay cốt truyện các hồi 1.5 và 2.0 của game thì hãy bình luận ở phía bên dưới. Đừng quên để lại một like, một sub cho kênh và nhất là bấm vào cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo bất kỳ khi nào bọn mình có video mới. Mình là Tiến, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.